Xin chào các bạn, tôi Lương Chiên Lơ đây ạ. Đứng bên cạnh tôi không xa lạ gì với các bạn, đó là anh Long. Thì hôm nay anh Long sẽ chia sẻ tiếp với chúng ta cái giai đoạn tiếp theo, đó là phần gia công nguội. Thì anh cho hỏi là gia công nguội ý nghĩa là như nào anh nhỉ? Gia công nguội có nghĩa là chúng ta sẽ cắt ba bia, rồi là đánh bóng sản phẩm, rồi bả cái sản phẩm đó cho nó nhẵn nhụi lại. Thì đây có thể đây là cái sản phẩm là chúng ta vừa ra lò đây. Vừa ra lò. Đúng rồi. Chúng ta sẽ cắt cái ba bia này. Ba bia. Đây là ba bia đúng không? Vâng, cái là mà nó thừa, chi tiết thừa, nó bị rồi. Có cái miếng khi mà kia chúng ta đúc ra đấy thì cắt thì đi, cắt và làm sạch. Làm sạch thì xong thì chúng ta sẽ tăng như cái này là cơ bản rồi, xong bắt đầu là chúng ta bắt đầu là bả. Đây mọi người bả có thể nhìn cái sản phẩm sau khi cắt xong không? Có thể xem. Đấy là cắt gọt đi thì nó được như này. Sau đó là đánh móng anh? Đúng rồi, sau đánh móng. Đánh móng cái sản phẩm này lên. Móng bằng cái công cụ này hay là như không nào? Đánh móng nó mà có một cái chổi đánh móng. Sau đó chúng ta qua cái công đoạn là bả kia. Đấy là những cái trắng trắng đấy là chúng ta sẽ bả cho nó nhặn. Nhặn cái đấy phép mọi người qua đấy. Bả. Vâng, đây là cái bả. Đây. Làm cho những cái lỗ đây này. Bằng phẳng lại. Tức là những cái vết này là vết bả. Đúng rồi, vết bằng bàn như này. Rồi. Đấy là chúng ta cho nó bằng phẳng cho nó mịn cái bề mặt đi rồi. Cái này là bả bằng cái gì anh? Cái này là cái bột bả của Đức nên là sẽ là nhập cái bả này của Đức. Đức à? Bột bả của Trung Quốc. Rồi. Xong rồi tiếp theo là giúp ta gọn thì anh. Xong này bắt đầu mới chuyển qua công đoạn sơn. Như thế này là xong rồi này. Rồi. Các bạn có thể tham quan qua một cái số sản phẩm. Đây bên này cũng là đang là bả rồi. Đúng rồi. Cái này quay sát vào cho mọi người xem. Cái này nó là cái bản cố. Đây mọi người có thể quan sát qua cái kia nữa. Và chúng em cứ quay đi xong rồi cho mọi người quan sát một số cái sản phẩm kia là đấy là cái cầu thang, còn đây là cái bộ có một cổng trụ cổng bên ngoài cổng này. Đây là người ta đang làm cũng đang gia công đấy, bả đang gia công hoàn thiện trước khi đưa vào sơn. Bả này người ta lấy cái gì nhất là hay là thế nào? Người ta dùng cái các cái vật dụng như chúng ta bả bình thường ở vườn rồi để biết để làm mịn và sau đấy đánh phẳng đánh đều mịn. Là khi ấy ra nó vẫn có những cái lỗ rỗng không? Và cơ bản là mình sau khi đúc xong nó có những cái lỗ rỗng đấy thì chúng ta phải chuyển những cái bản cái loại này. Đây là hàng rào. Hàng rào. Hàng đây cái chi tiết đặc biệt đấy, cái là chúng ta sẽ móc ra mà không trên đầu thì nó biết là cái gì rồi. Anh ơi, chúng biết đây là cái gì nhỉ? Đây là cái kim thu xét ở các cái tòa nhà. Và đây là những cái mà chúng tôi làm nó ở trên tạo tòa lâu đài ở Tam Đảo. Còn đây là những cái mộng nó nhỏ thôi. Còn cái lớn nhất chúng tôi đúc thì nó nặng lên hơn 1,000 tấn. Và đã lắp nó ở cái đỉnh Tam Đảo. Các bạn có điều kiện để lên lâu đài Tam Đảo có thể nhìn thấy cái đấy của chúng tôi nó cao. Cái này thì sau là mình hàn vào hay là mình bắt ở dưới. Bắt dưới. Bắt đế, ở dưới cái đế, còn cái đế. Xem. Nặng phết đấy. Cũng là có khuôn luôn rồi. Hai cái kiểu tròn tròn này thì làm như nào nhỉ? Thì cũng công nghệ đúc thì cũng thế thôi. Có bảo. Cũng khắc CNC. Nhưng mà cái này nó đặt không anh? Cái này thiện. Cái này nó đặt không anh? Đặt. Đặt hết rồi. Còn bên này là cái sản phẩm gì anh nhỉ? Kết thúc cầu thang.
là tiện thôi. Vâng, cho tròn này quá. Các quần. Hôm nay thực phẩm ở đây đi hết rồi anh ạ. Vâng, bây giờ là gần Tết là cứ đến đâu là đi đến đấy chứ. Vâng. Rất thích sơn nhưng mà nhà có thể quay ra kia. Cái tấm lớn này là như nào? Mình đang cho đoạn gì ạ? Còn đang không không, thả mạng luôn à? Vâng, vâng. Cái chính là cái thành phẩm. Cái bên sang bên này. Đây Long ơi. Như vậy là mọi người đã tham quan một số cái sản phẩm ở cái công đoạn này. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ở cái giai đoạn tiếp theo, nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều chia sẻ hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở công đoạn tiếp theo.